Ở bộ lỗ nhỏ nè. Ổ non mặt cũng được nè. Chào tất cả mọi người. Chào các cô chú anh chị và các anh em đồng nghiệp. Thì bữa nay thấy cũng quá nắng mọi người. Bữa nay mình sẽ đi sân Bắc Ông lại nha. Hôm gà cũng trời mưa, nhưng bữa nay nắng thì đi không biết có mặt không nữa. Hiện giờ mình đứng ở chỗ cái cống này mọi người. Cống này là cống ngăn mặn nha. Giỏ mình đậu bằng đó kìa. Thì nãy mình đậu giỏ bằng đó đó mọi người. Mình đi vòng lên đây thì mình phát hiện được ông nè. Đây cho người xem. Người ông chỗ này nè. Đó. Ô, thấy cũng trọng lắm nha. Rồi mời mọi người các bạn cùng đồng hành trải nghiệm sân bắt ông ruồi với mình luôn. Mong mới đạt được nhiều thành quả đem về cho người xem. Với tháng này mưa nắng hoài mọi người không biết có mặt không nữa. Rồi sẽ tiến hành bắt ổ này nha. Có mặt mọi người mất sạch rồi. Mưa hoài nó khô mặt lắm mọi người, như cái nó không có bông á. Chỗ này cũng chậm lắm mọi người, mà cái nó khô mặt mà. Thì khói rồi các mọi người, nó quấn chết luôn. Đây mọi người, ông đầu tiên nha, mặt khô. Đèn tổ nha mọi người, tổ nhỏ nha, còn bên đây tổ bự nè, hai tổ sát bên nữa, bên đây tổ bự nè. Đầu tiêu. Ui, chỗ này cũng có mặt nhiều nha. Có lý quá. Cái này. Đó đã nè. Mặt cũng đẹp mặt lắm. Cũng có mặt cũng đỡ nha, cũng nụ được lắm mọi người. Rồi mình là qua anh bắt ổ kia luôn. Ổ kia nhỏ hơn ổ này. Đây nè, để ổ này đây, chút mình cắt tàn để lại hết nha. Yeah.
Mỗi bụi gỗ nhỏ nha. Mưa sớm quá sớm. Ngày săn bắt ong ruồi ong mật năm nay đói nha mọi người. Mưa sớm quá anh săn bắt không được nhiều nha. Rồi mình cho nó vô keo, mình sẽ đi tìm những ổ khác nữa mình quay cho người xem. Trong đó nó mọi người. Ô này chắc cũng còn non. Trời quá trời đẹp, mặt cách xịt luôn. Hùng. Không hùng mọi người. Ui không được. Mặt không được lắm mọi người. Ủa non mặt cũng được nè. Hồi nãy mình ở bên bờ đó đó mọi người. Mình lội qua đây nè. Lội đây thực hiện ổ ong luôn. Qua đá luôn. Trong cục này nè. Hai tổ luôn nha mọi người. Bên đây một tổ nữa nè. Đó. Đây một tổ nữa nha. Bên đây một tổ bên đây bự rồi. Tổ này nè. Rồi mình bắt con này nha. Vừa lội qua thấy luôn mọi người. Hên. Đó, chỗ này bự lắm nha. Ôi, chỗ này đẹp nha, khó lý mọi người. Chỗ này xây xây khói nữa đây. Mình quýnh chết luôn. Quá đã mọi người. Chỗ này nó dám vô hết trơn nha. Mùa mưa mà bắt được tàu tốn gì là ngon nha mọi người. Vậy là cũng hiệu quả lắm đấy nha. Ít cái tàu nào được gì nè. Có sâu luôn. Tàu này có sâu luôn mọi người. Bắt được tổ này cũng có lý ha. Mà cũng đỡ lắm. Có sâu. Trời mưa là có sâu à. Con tổ bên đây nhỏ mình không bắt nè. Mặt không biết sao đây. Mặt cũng ít mọi người. Năm nay mưa sớm quá. Săn bắt ong khó khăn lắm mọi người ơi. Mặt không nhiều. Theo mấy cái đợt nắng mà ổ như vậy là mặt dữ lắm luôn. Rồi
coi. Cái mặt đây. Cái mặt. Trời mưa thì mặt nó không có nhiều. Cắt tàn để lại luôn. Rồi, cho nó vô keo luôn. Ôi, cũng nhỏ lắm rồi. Ôi, nhỏ xíu rồi. Nhỏ xíu. Cái mưa này mặt nó lỏng le. Hùng. Ia. Quấn. Đông đụng như đất luôn. Nó cũng nhỏ. Này là đụng đất luôn á mọi người, chứ không phải nó không muốn đụng nè. Đụng đất luôn. Nhỏ xíu à. Nãy giờ lội cũng mệt mọi người ơi. Bây giờ mình ngồi nghỉ mệt đây thì một chút mình cũng về luôn nha. Thì mình cho mọi người xem thành quả luôn. Năm nay mưa sớm quá mọi người ơi. Mặt không có nhiều nha. Bữa nay cũng được 7-8 tổ nha mọi người. Đây nè. Thường thường mình bắt trời nắng thì từ 7-8 tổ này thì nửa lít không lên luôn nha. Còn bữa nay thì chắc xị mặt mọi người. Mưa sớm thì mắt ong không có nhiều mặt nha. Rồi video mình thì đến đây cũng kết thúc luôn. Mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh, đăng ký kênh mình để theo dõi những video tiếp theo. Chào tất cả mọi người.